câu chuyện gần đây về Boruto rất thú vị. Ada chơi thần thuật làm đảo điên cả thế giới. Sau đó, tác giả quyết định sẽ AFK 3 tháng để có thể tìm cách khắc phục hậu quả. Trong lúc chờ đợi thì hôm nay, mình sẽ làm video tóm tắt toàn bộ series Boruto trong 81 chap vừa qua. Dù bạn đã đọc manga và xem anime hay chưa, thì mình đảm bảo rằng bạn sẽ hiểu tất cả diễn biến của Boruto sau khi xem hết video hôm nay. Ngoài ra, đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho team của mình nha. Còn bây giờ, hãy đến với nội dung video thôi nào. Là nhân vật chính trong manga Boruto, The Next Generation, Boruto cũng giống như người bình thường. Không giống với những thằng men máu chó khác của các bộ shonen, Boruto có đầy đủ cả cha và mẹ từ khi còn nhỏ, và có một cô em gái nhỏ rất là đáng yêu. Một gia đình hoàn hảo và cực kỳ hạnh phúc trong mắt của mọi người. Trong đó, mẹ của nó là công chúa của gia tộc Hyuga, và người cha là Hokage làng lá. Vì vậy, Boruto đã trải qua một khoảng thời gian tuổi thơ khiến người khác phải ghen tị. Nhưng càng về sau, Boruto lại càng giống như lấy kịch bản từ thời thơ ấu của Itachi. Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra với Itachi sau đó, mọi người đều đã biết nhỉ. Nỗi đau của Boruto đặc biệt là dựa trên Itachi. Người anh em tốt của Boruto không chỉ cướp đi cha mẹ của anh, mà thậm chí còn thay thế cả vị trí của Boruto. Nhớ lại cái đêm Itachi sẵn sàng diệt trừ gia tộc Uchiha, Sasuke đã mở được Sharingan, và bây giờ cũng như thế. Sarada đã rất đau lòng và đã khai mở được Mangekyo Sharingan. Cô bé đã thuyết phục cha của mình phải bảo vệ Boruto, và từ đây, tham kiếp chính thức bắt đầu. So với Naruto khi còn nhỏ, do luôn bị khinh miệt, nên Na luôn trưởng thành hơn tuổi cũng là lẽ hợp lý. Còn Boruto do sống quá đầy đủ, nên là tính cách rất là trẻ con, luôn cọc cằn với cha của mình mỗi ngày. Nguyên nhân là do Naruto từ khi trở thành Hokage, thì ngày nào cũng vùi đầu vào công việc và không có thời gian dành cho gia đình. Do quá bận rộn, nên điều này dẫn đến sự vắng mặt của Naruto trong sinh nhật của Bo. Hay như trong ngày sinh nhật của Himawari, anh đã sử dụng ảnh phân thân để có thể đánh lừa mọi người. Thậm chí, Naruto còn làm rơi cả bánh kem xuống đất. Boruto rất tức giận vào thời điểm đó, nhưng Boruto tức giận không phải là vì cha mình vắng mặt trong sinh nhật của em gái, mà là vì Bo không muốn cha làm cho Himawari buồn. Mặc dù Boruto thường xuyên nổi giận với cha, nhưng thực tế, Boruto thực sự rất quan tâm đến hạnh phúc của gia đình mình. Khi Naruto tiếp tục phớt lờ các thành viên khác, Boruto buộc phải chịu đựng. Khi càng nghĩ về điều đó, thì Bo lại càng tức giận. Bo chỉ muốn nhận được sự chú ý và công nhận từ cha của mình mà thôi. Trên thực tế, Boruto có trình độ cao hơn rất nhiều so với ninja đồng trang lứa. Bo cũng là một thiên tài, có thể sử dụng được nhẫn thuật với 3 thuộc tính, phong, thủy và lôi, mà không cần phải luyện tập quá nhiều. Thiên tài Sasuke trong quá khứ cũng đã phải chăm chỉ luyện tập, chỉ khi má sưng vù lên thì mới có thể sử dụng thành thạo được hỏa độn. Nếu so sánh với Sasuke cùng độ tuổi, thì chắc chắn Boruto đã ao trình hoàn toàn rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, Boruto vẫn bị người xem chế nhạo thậm tệ, nói rằng Boruto nhờ có cha chống lưng nên mới luôn có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Tài năng của Boruto là thật, nhưng chỉ có đồng đội của nó biết, còn cả Naruto và người ngoài thì lại không biết. Khi làng lá tổ chức cuộc thi Chunin, mọi người đều đánh giá rằng ở trình độ của Boruto thì không khó để vượt qua kỳ thi. Nhưng Bo lại quá sợ thất bại, Bo buộc phải vượt qua được kỳ thi Chunin, cậu phải tỏa sáng để lọt vào mắt xanh của người cha. Vì vậy, Boruto đã mạo hiểm sử dụng ca nhẫn cụ khoa học do Katasuke sáng chế ra. Tuy nhiên, Boruto lại quên mất rằng mẹ mình có đôi mắt Byakugan. Trong kỳ thi, Boruto đã sử dụng nhẫn cụ khoa học và bị Hokage vạch trần trước mặt của công chúng. Boruto cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Đối mặt với thất bại do sai lầm của mình, Boruto không những không ăn năn, thậm chí còn đổ lỗi cho Naruto rằng bản thân mình thành ra như thế này hoàn toàn là do sự thiếu giáo dục của cha. Bỗng, Otsutsuki bất ngờ xuất hiện và tấn công Konoha, làm gián đoạn kỳ thi Chunin. Naruto bật chế độ cũ vĩ để chiến đấu với Momoshiki. Và để có thể bảo vệ ngôi làng của mình, Naruto đã phải sử dụng chakra cũ vĩ để chống đỡ quả cầu hủy diệt. Khi cuộc tấn công kết thúc, cuối cùng Naruto lại bị Momoshiki bắt đi. Boruto đứng ở phía sau Na vào thời điểm đó với tư cách là một thành viên được bảo vệ bởi Naruto. Cậu cũng đã hiểu được gánh nặng mà người cha của mình phải mang khi trở thành Hokage của Konoha. Boruto chứng kiến trận chiến giữa Naruto và Momoshiki, và nó cũng hiểu thế nào là một người cha, ý nghĩa của Hokage là gì. Lúc này, Boruto cuối cùng cũng có một chút suy nghĩ của ninja. Cậu đi với Sasuke sang không gian khác để có thể giải cứu Naruto. Trước đó, khi cố gắng luyện tập với Sasuke, Boruto đã vô tình thêm nguyên tố lôi vào Rasengan và tạo ra Rasengan vô hình. Trong trận chiến cuối cùng với Momoshiki, Naruto và Boruto đã cùng nhau tạo ra một quả Rasengan phiên bản gia đình Uzumaki, rồi ném nó thẳng vào mồm của Momoshiki và đánh hắn ta bay mất xác. Đáng tiếc rằng, vận mệnh lại lừa người. Trước khi chết, Momoshiki đã kịp để lại ấn Kama trên tay của Bo. Sau đó, hắn sẽ nhanh chóng chiếm lấy cơ thể của Boruto để hoàn thành việc tái sinh.
đôi mắt xanh. Một ngày nào đó nó sẽ lấy đi tất cả mọi thứ từ ngươi. Khi đánh bại các vị thần thì sẽ không còn được xem là người bình thường nữa đâu. Đây là những lời cuối cùng của Momoshiki. Mặc dù Boruto không hiểu ý nghĩa, nhưng mà bố con đã làm rất là tốt. Cậu luôn sẵn sàng đối mặt với Momoshiki bất kỳ lúc nào. Bố con sau đó cũng đã được công nhận và trở thành một ninja chân chính. Thời gian trôi qua và một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, chẳng gì, một chiếc UFO vô tình rơi vào làng lá và thứ bên trong đó chính là vật chứa tái sinh của Otsutsuki, Kawaki. Và lý do khiến cho tai nạn này xảy ra, tất cả đều do Amado thao túng mọi việc từ đằng sau. Mình sẽ nói về điều này sau nha. Trong thực tế, Isiki hiện tại đang không có vật chứa hoàn hảo nào cả. Vấn đề bây giờ là Isiki đang kiểm soát cơ thể của Jiren, mà thể chất của Jiren thì lại không tốt, không thể nào chịu đựng được sức mạnh của Otsutsuki. Nếu buộc phải tái sinh trên cơ thể của Jiren thì sự sống của Isiki chỉ có thể kéo dài ít nhất là 3 ngày mà thôi. Vì lý do này, Isiki đã xây dựng tổ chức Kara, tìm kiếm và phát triển các vật chứa. Kawaki và Kot đều là những đứa trẻ được chọn theo nghi lễ Otsutsuki. Thật đáng tiếc là mặc dù Kot là một thần đồng, nhưng dấu ấn của Kot lại là Kama trắng. Sức mạnh của Kot có được không thể nào sử dụng cho quá trình tái sinh, không thể nào sử dụng được sức mạnh hấp thụ, cũng như là những thuật không thời gian của Isiki. Tuy nhiên, Kot vẫn giữ được các đặc điểm của các vị thần, có được sức mạnh to lớn và thậm chí là có thể biến thành một Otsutsuki hoàn toàn mới. Một sức mạnh tuyệt vời. Nếu mình là Kot thì mình cũng sẽ yêu Isiki đến chết mà thôi. Mặt khác, Kawaki rất là khốn khổ, từ nhỏ đã bị người cha bạo hành, không có ngày nào là không bị ăn đòn và bị mắng chửi. Và ngay cả Jiren, người cha nuôi của Kawaki cũng đối xử với cậu y như vậy. Tất cả là để làm cho Kawaki trở thành vật chứa đủ tiêu chuẩn cho Isiki. Nhưng Kawaki không tin vào Jiren từ lâu. Cậu luôn nung nấu ý định phản bội. Một thành viên khác của tổ chức Kara là Amado cũng là một kẻ phản bội. Ông vốn là một nhà khoa học thiên tài và ông hợp tác với Jiren là để thực hiện các nghiên cứu nhằm hồi sinh con gái của mình. Dù vậy, sau vài năm làm việc cùng nhau, khám phá ra động cơ thực sự của Isiki và Jiren muốn tiêu diệt tất cả sự sống trên hành tinh này, khiến cho sự hồi sinh của Akebi trở thành vô nghĩa. Nên Amado cố tình làm rơi phi thuyền của Kawaki xuống làng lá. Ông cũng chọn phản bội tổ chức Kara. Thay vào đó, ông sẽ hợp tác với những người trái đất như là Konoha. Khi UFO rơi xuống, đội Boruto ngay lập tức nhận nhiệm vụ điều tra. Nhưng khi đến hiện trường, nhóm của Boruto phải trực tiếp đối đầu với những thành viên khác của tổ chức Kara. Đó chính là Ao. Đúng vậy, trong Shippuden, Ao bị tấn công bởi bom vĩ thú từ thập vĩ. Tuy nhiên ông vẫn còn sống. Nhưng giống như Onoki, ông ấy không thể nào thoát khỏi tuổi già của mình. Nên ông đã tham gia tổ chức Kara, trở thành tay chân cắt ké cho team phản diện. Kết quả là ông bị Boruto vả cho SML. Sóng gió vừa qua thì mây đen lại kéo đến. Kashin Koji tham chiến và quật SML Konohamaru. Nhưng sau khi nhìn thấy ấn Kama trên tay của Boruto, ông ta cũng rút lui một cách đầy khó hiểu. Bây giờ, xung đột bên ngoài đã được giải quyết. Vấn đề duy nhất cần giải quyết chính là Kawaki. Kawaki là vật chứa tái sinh của Otsutsuki. Và nhờ vào việc đào tạo nên sức chiến đấu của Kawaki cũng rất là mạnh. Cậu ta chắc chắn sẽ là một hiểm họa tiềm tàng của Konoha. Do là vật chứa phù hợp nhất với Isiki, nên cho dù có phải đào ba thước đất lên, hắn ta cũng phải quyết tìm cho bằng được Kawaki. Vậy phải làm như thế nào đối với Kawaki đây? Nó đã trở thành một vấn đề rất là lớn đối với Konoha lúc bấy giờ. Shikamaru đề xuất bỏ tù Kawaki, nhưng liền bị Naruto từ chối. Naruto đã từng phải chịu ánh mắt khinh miệt từ dân làng khi còn nhỏ. Anh rất hiểu cảm giác bị coi là kẻ dị biệt. Naruto bác bỏ mọi ý kiến và đối xử với Kawaki như con ruột của mình. Nuôi nấng Kawaki trong chính căn nhà của mình. Na để Kawaki và Boruto luyện tập cùng nhau và cùng nấu ăn với Hinata. Khi Kawaki móc một cánh tay để cứu Himawari, Naruto thậm chí đã cho cậu một cánh tay giả mới cùng với chakra của mình. Kawaki, người đã trải qua nhiều thăng trầm trong quá khứ. Mọi người cha mà cậu gặp đều là cặn bã. Trái tim cậu giờ đã lạnh như băng. Tuy nhiên, Kawaki lần này đã hoàn toàn rơi vào vòng tay ấm áp của Naruto. Cậu nhận ra rằng các người cha trước đây đều là giả dối. Chỉ có Naruto là người cha thực sự mà Kawaki muốn. Nên vì Naruto, cậu sẽ tạo ra một thế giới chỉ có hai người mà thôi. Một ngày nọ, Jiren cha nuôi của Kawaki đã mở cổng không gian đến để gặp cậu. Cả Naruto và Sasuke đã sử dụng vĩ thú hình và Susanoo để chiến đấu. Nhưng cả hai đều không phải là đối thủ của Jiren. Bản thân Isiki là một Otsutsuki giống với Kaguya. Nhưng do vẫn đang là thân thể của Jiren, nên hắn chưa hoàn toàn thức tỉnh được sức mạnh thật sự của bản thân. Dù vậy, Naruto và Sasuke thời điểm này cũng đã không cùng đẳng cấp với Isiki. May mắn thay, trong trận chiến lần này thì Isiki đã tiêu hao quá nhiều sinh lực. Amado sau đó đã bí mật phản bội hắn và Kashin Koji tiếp tục cản bước của hắn ta. Cuối cùng, Isiki bị buộc phải tái sinh trên cơ thể của Jiren. Và như mình đã nói trước đó, nếu Isiki tái sinh trên cơ thể của Jiren thì hắn ta không thể nào sống quá được 3 ngày. Giờ chỉ trông chờ vào cái chết mà thôi, mọi thứ coi như xong. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc tái sinh thì sức mạnh của hắn ta sẽ được cải thiện rất nhiều. Nó rất là khó với người bình thường để có thể kéo dài thời gian. Nên ở cuối trận chiến,
Naruto đã phải kích hoạt chế độ Baryon, dùng chakra của cụ vĩ để tạo ra năng lượng mới, có khả năng kéo dài thời gian làm mất tuổi thọ của Isshiki. Và cuối cùng mọi chuyện đã thành công. Tuy trong trận này, dù họ có giết được Isshiki, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Naruto mất đi cụ vĩ, còn Sasuke thì bay luôn con mắt Rinnegan. Sau trận chiến, mặc dù làng lá đã mất đi một kẻ thù đáng gờm như Isshiki, nhưng Boruto đã bị Momoshiki chiếm giữ nhiều lần trong giai đoạn này. Bản thân Boruto đã trở thành vấn đề lớn. Amado đã kê một số loại thuốc để hạn chế cho Boruto. Tuy nhiên, thuốc chỉ điều trị các triệu chứng, chứ không diệt được tận gốc. Nếu muốn loại bỏ mối đe dọa trên, thì phải tìm cách khác. Đồng thời lúc đó, tâm lý của Kawaki cũng đã trải qua vô số thay đổi nhỏ. Ban đầu, Kawaki chỉ muốn vượt qua những khó khăn cùng với Naruto và gia đình của anh. Tuy nhiên, Otsutsuki lại liên tục khiêu khích cậu, khiến Kawaki không thể nào chịu đựng được nữa. Cậu đã quyết định diệt sạch Otsutsuki và nghĩ rằng chỉ có cách này thì mới có thể đảm bảo sự an toàn cho Naruto. Nhưng Otsutsuki không phải là bao gồm cả Boruto hay sao? Người đang sở hữu ấn Kama và cả chính Kawaki. Ở phía bên kia, các phản diện cũng bắt đầu hành động. Một nhóm người có Kama trắng đã xuất hiện. Code thề rằng sẽ tiêu diệt Konoha. Và trên thực tế, sức mạnh của Code là cực kỳ đáng sợ. Code đã được sửa đổi và bổ sung để loại bỏ những hạn chế về mặt sức mạnh của mình. Và với Kama trắng, Code sẽ tái sinh trở thành một Otsutsuki hoàn toàn mới. Mình dự đoán rằng trong thời gian time skip, Code sẽ chắc chắn mạnh hơn cả Isshiki. Vậy, Code có thể đạt được điều mình mong muốn? Kế hoạch của hắn ta là gì? Điều gì xảy ra với cặp chị em bí ẩn Ada? Hãy cùng chờ đón vào video phần 2 của Boruto nha. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho team mình nha. Hẹn gặp anh em vào video tiếp theo.